Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ni Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay giảng tiếp cái hội thứ sáu. Trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, cả thả là 10 hội, chúng ta học qua được 5 hội rồi, giờ bắt đầu hội thứ 6. Thực thế hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo. Bao nhiêu câu Ngài nói chúng ta thấy nó rõ ràng. Thực thế là sao? Hãy xá vô tâm. Xá là sao? Tức là hãy nên vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Như vậy chữ vô tâm là vô cái tâm nào? Ở đây nó vô tâm, chỗ khác gọi là nhất tâm. Thì hai cái đó nó khác nhau chỗ nào? Nghĩa là đứng trên mặt loạn tưởng thì gọi đó là vô tâm, vô cái tâm loạn tưởng. Nhưng mà đứng về mặt chân thật thì đó gọi là nhất tâm, không còn tất cả tâm loạn tưởng, thì đó là một cái tâm duy nhất, đó là chân tâm. Thành ra mình thấy ở mỗi nơi cái từ ngữ dùng mỗi khác, nhưng mà cái ý nó là không hai. Cho nên câu hai câu sau nói rõ: dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo. Một lòng là gì? Là nhất tâm đó. Như vậy thì ở trên mình tu mà muốn được hợp với đạo thì phải vô tâm, lặng hết những cái tâm vọng tưởng, thì đó là hợp đạo. Còn ở dưới này, khi nào mình dứt hết ba nghiệp, tức là thân, khẩu, ý, thì mới lặng thân tâm. Mà lặng thân tâm thì đạt một lòng thì thông tổ giáo. Nhưng mình được nhất tâm rồi thì mới thấu suốt được lời chư tổ dạy. Tu là để tới cái chỗ nhất tâm. Và nhất tâm thì tất cả những cái loạn tưởng ở trên đã sạch hết rồi. Chừng đó mình mới biết được Phật nói thế nào, tổ dạy thế nào, thông suốt không gì chướng ngại nữa. Đó là thông tổ giáo. Nhận văn giải nghĩa, lạc lại nên thiền khách bơ vơ. Chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo. Đây là những cái lời nói rất là chí lý. Ai tu mà chỉ nhận văn giải nghĩa, tức là biết những cái câu văn hay dở, giải nghĩa đen nghĩa trắng rất là rõ ràng, nhưng mà chỉ nhận câu văn hay dở, nghĩa đen nghĩa trắng giải rõ ràng, vẫn là lạc lại thiền khách bơ vơ. Là biết văn hiểu nghĩa chỉ là còn bơ vơ, là những người khách đương lạc lõng. Thiền khách đang lạc lõng
chứ không có bước vào cửa đạo được. Như vậy thì chúng ta học ngày nay sao? Cách nghĩa rất hay, câu văn nghe cũng thông thạo, nhưng mà đường có tổ đi mình đi không được, bước vô không được, phải không? Đó, vì vậy cho nên Ngài nói rất là chí lý, nghĩa là chúng ta tu mà cứ trên văn, trên nghĩa, lấy cái đó làm cái sở đắc, sở trường của mình, thì đó là những người thiền khách bơ vơ, đương lạc lõng, chứ chưa phải là người vào cửa được. Chứng lý, tri cơ, cứng cá phải nạp tăng khôn khéo. Bởi vậy người tu phải chứng được lý, lý thực, Phật tổ dạy, mình chứng được lẽ đó, rồi biết được cái trình độ căn cơ của mình, của người, thì người như vậy đó mới là người nạp tăng, cứng cáp và khôn ngoan. Đó, như vậy là một thiền khách cứng cáp, khôn ngoan. Như vậy thì ở đây mà tôi nói với mấy chú, mấy cô luôn luôn là tôi trọng những người tu thấy được đạo, đó là chứng lý. Mà khi chứng lý được rồi thì mới biết cái trình độ của mình, cái căn cơ của người, để mà mình hướng dẫn, chỉ dạy nó có thể đến nơi đến chốn được. Còn nếu mình chỉ học văn học nghĩa, cho đó là cái sở trường, cho đó là cái chỗ đầy đủ của mình, thì chỉ là những kẻ bơ vơ trong bước tu thiền thôi. Đọc thì nghe hay, giảng thì nghe rõ, nhưng mà mình đi không được, đó, lang thang, đi chưa tới nơi tới chốn. Chỗ đó là cái chỗ thiết yếu. Vì vậy mà cái người tu, nó tu chứng, là chứng cái gì? Chứng được cái lý thiền, lý đạo. Đó. Khi mình chứng được lý thiền, lý đạo rồi, thì cái căn cơ của mình nó thấy cái chỗ thích hợp và cái chỗ không thích hợp, vân vân. Đó là cái điều mà mình phải thông hiểu. Như tôi nói hồi xưa, tôi nói tôi thích tu thiền, mà rồi tôi tu thiền vô thì dùng cái phương tiện lục diệu pháp môn tu thì thấy cũng tự mãn được. Nhưng mà tới khi mình tu nó vượt qua được cái đó rồi, chừng đó là tôi chủ trương sao? Qua thiền tông, thì nó mới biết cái căn cơ mình nằm ở chỗ đó chứ không phải nằm ở chỗ kia. Mà sở dĩ mình biết được đó là mình thâm nhập được trong rồi mình mới thấy, chứ còn khi không thâm nhập được thì không bao giờ biết cái căn cơ mình tới đâu, nó hợp với cái gì. Những cái chỗ này là những chỗ chân thật người tu rồi mới biết. Khi mình chưa tu thì mình không biết mình thuộc cái loại nào, trình độ mình nó đi vào cái cửa nào cho hợp, mình không biết. Nhưng mà khi mình tu rồi, qua những cái kia mình thấy nó cay đắng mà nó không kết quả, là bước tới cái cửa này mình thấy đi nó nhẹ nhàng, nó thích ứng, thì đó mới biết đó là cái căn cơ của mình thích hợp ngay ở chỗ đó, rồi mình đi thẳng, thì như vậy mới kết quả. Đó là chứng lý tri cơ. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy thấu đáo được cái chỗ tu hành. Mà được như vậy rồi mới là cứng cáp, phải nạp tăng khôn khéo. Đó, làm ấy ông thầy tu, tu thiền là cứng cáp, là khôn khéo. Hang hữu lậu, hang vô lậu, bảo cho hay the lọt duột thân. Hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắt loài tiền tơ gáo. Những cái từ này nó xưa, xưa làm sao lại xưa. Chữ hang đó cũng là chữ hỏi thôi. Bởi vì hỏi hang đó, gặp nhau thì phải hỏi hang, thì hang cũng nghĩa là hỏi chứ không gì hết. Hỏi về cái nghĩa hữu lậu, hỏi về cái nghĩa vô lậu, thì chừng nó giải thích rằng, bảo cho hay đó, nói cho biết rằng the lọt duột thân. The lọt tức là cái tấm giấy the mà mình nó thưa, mình bỏ cát mình xài sàn thôi cái nó lọt hết trơn.
Đó gọi là the lọt. Hữu lậu là gì? Là còn rơi rớt, cũng như cát để trên dải the nó rớt lập đợt như vậy đó, phải là hữu lậu, giải cụ thể thực tế vô cùng chứ không phải giải thường. Rồi giọt thân là cái gáo múc nước, cái gáo mình múc nước hay là mình múc cát vô trong gáo thì nó có lọt không? Nó hết lọt là múc vô đâu nó ở nguyên đó. Đó, cho nên múc một gáo nước thì nước nó nằm nguyên trong gáo, hay là múc một gáo cát thì cát nằm nguyên trong gáo chứ không có lọt nữa, đó là vô lậu, nó không lọt chứ có gì lạ đâu. Hai hình ảnh nó cụ thể thực tế chứ không phải là nói cái chuyện viễn vông mà mình nghe cái từ xưa quá rồi mình không hiểu đó. Như vậy thì hữu lậu là gì? Hữu lậu là còn rơi rớt giống như là cát để trên cái tấm vải the vậy, nhúc nhích kia nó lọt hết, nó là hữu lậu. Còn vô lậu là gì? Vô lậu giống như cái gáo mình múc gáo nước lên thì nước nằm trong gáo chứ không đi đâu, còn nguyên, đó là vô lậu, là không có rơi rớt. Rồi hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc loài tiền tơ gáo. Những cái từ thiệt là cổ kính làm sao. Loài tiền tơ gáo là gì? Hồi xưa ông bà mình đi có tiền điếu đó. Tiền điếu cái là lấy cái sợi dây thì chỉ mình cột lại chùm mình đeo ở lưng đó. Đó là tiền tơ gáo. Tơ đó là tơ cột. Cột tiền điếu lại thành một sâu. Đó là tiền, loài tiền. Rồi tơ gáo, gáo là cái gì? Tơ gáo cái loài tiền, rồi cái tơ gáo hai cái khác nhau. Loài tiền tức là cái sợi chỉ sâu tiền điếu, còn cái tơ gáo là cái sợi dây kéo gạo múc nước ở dưới mấy cây giếng đó. Sợi dây đó với sợi dây trước lớn nhỏ, sợi chỉ cột tiền sâu tiền và sợi dây kéo gạo nước, cái nào lớn cái nào nhỏ? Thì tiểu thừa giống như sợi chỉ mà sâu tiền, còn đại thừa giống như cái sợi dây to kéo gạo nước thí dụ rõ ràng. Như vậy thì đâu có gì lạ, ngài nói rất là cụ thể. Như vậy thì những cái từ ngữ nào hữu lậu vô lậu, đại thừa tiểu thừa ngài giảng rõ rồi, có hình ảnh cụ thể. Nhận biết lào lào lòng vốn, chẳng ngại về thời tiết nhân duyên. Chùi cho vặt vặt tính gương, nào có nhướng căng trần quyên áo. Đó, hai câu này rất là sâu. Nhận biết lào lào lòng vốn nghĩa là sao? Nhận biết tâm mình trước nó vẫn là lào lào trong sáng đó. Lòng là tâm, tâm mình trước vẫn là lào lào trong sáng. Chẳng ngại về thời tiết nhân duyên thì đâu có đợi đủ đến thời đến tiết gặp đủ nhân duyên, chừng đó mới thấy nó sẵn rồi, nó là lào lào trong sáng sẵn đó. Mình nhận được tâm mình lâu nay nó đã sẵn sàng trong sáng thì đâu có nói đợi tới thời tới tiết mới biết nó, phải thấy nó đã sẵn mà đó. Rồi chùi cho vặt vặt tính gương, nào có nhuốm căng trần quyên áo. Giờ cái gương của mình, cái gương trí tuệ của mình chùi cho nó sáng vằn vặt, cái tính gương vằn vặt thì đâu có nhuốm những cái căn, nhuốm là chớm là dính đó, căn và trần nó làm cho ồn náo. Chữ đây nó có dùng cái chữ mà tôi thấy lâu nay chúng ta hơi lúng túng. Tính gương, tính gương là sao? Cái tính của cái gương cũng như họ phải khác nghĩa hết. Là cái lòng nó có sẵn
Phải rồi, nhưng mà tính là cái gì cái đó? Bởi vì lâu nay mình mắc kẹt cái chữ tính đó đó, mình lúng túng hoài. Tính giác, tính gương, rồi tất cả chữ tính. Tính tức là tánh, tánh. Nhưng mà lâu nay mình chưa biết tánh là cái gì. Thí dụ có người họ dễ nóng giận, họ bảo rằng đừng có chọc tôi có tánh nóng lắm. Động tới cái thì nó phát quả liền, phải không? Cho nên như vậy thì cái nóng nó đã sẵn ở trong này rồi, phải không? Động tới thì nó có chuyện. Như vậy chữ tính là gì? Chữ tính nó nghĩa là sẵn có. Nó đã sẵn có rồi. Chữ sẵn gọi đó là tính. Cho nên nói rằng tính không. Tính không thì không biết tính không nó ra làm sao. Bây giờ tôi thường ví dụ cái nắm tay, trước tôi vừa co lại, nó có cái nắm tay không? Thì cái không nó sẵn, phải không? Bởi sẵn cái không cho nên co năm ngón lại nó thành nắm tay. Như vậy thì cái không nó đã sẵn rồi, rồi buông ra cái trở lại cái không đó, phải không? Như vậy thì cái không là cái tính, tính tức là cái sẵn. Còn cái nắm tay là cái mới tạo, duyên hợp mới tạo. Mà duyên hợp thì cái đó là cái giả. Còn cái sẵn đó thì đủ duyên thì nó mất, nó còn, nó hiện. Còn thiếu duyên thì nó ẩn, ẩn rồi hết duyên nó cũng trả lại đó. Như năm ngón co lại thì lúc đó cái không ở đây nó mất, nhưng mà buông ra thì nó trở lại là không. Như vậy cái tính hay là cái tánh là cái sẵn. Cái sẵn và tính gương là cái gương. Ở đây nói cho quý vị thấy cái hay của tổ ngày xưa. Hai vị đệ tử của Ngũ Tổ cũng trên cái gương. Mà một người nói anh sao? Ngài Thần Tú thì nói rằng cái gương mình có sẵn, nhưng mà bụi nó phủ thành tối. Như vậy thì muốn cho nó sáng phải lao, hằng ngày phải lao thì nó mới sáng. Như vậy thì muốn cho gương sáng thì phải lao, lao thì gương mới sáng. Hợp lý quá, dễ hiểu quá, phải không? Còn ông già Lục Tổ ông nói sao? Với ngài thì ngài nói rằng cái gương sáng nó đã sẵn là sáng, tính gương là sáng, không cần lao, phải không? Cho nên nếu còn lao chùi á thì đó là còn sự tướng. Như vậy cái nào có lý hơn? Hai cái mình thấy cái nào có lý? Cái hay của Lục Tổ là nhìn cái bản chất của gương. Còn cái hay của ngài Thành Tú là nhìn trên cái bụi che phủ gương, phải không? Bản chất của gương là pha lê nó là sáng, không phải lao nó mới sáng, phải không? Bản chất nó là sáng rồi, đâu phải bụi phủ nó hết sáng. Nhưng mà tại bụi ở ngoài nó che thành là mình không thấy, chứ bản chất pha lê là sáng. Nói lao nó mới sáng, đó là nói cái bề ngoài, không nhìn thấu được bản chất của nó. Có phải vậy không? Bản chất nó nguyên là sáng, là trong, là sáng. Còn cái phủ đó là bụi ngoài. Mà bụi ở ngoài thì mình lao bụi chứ đâu phải lao gương. Lao bụi hay lao gương? Nhưng mà thế gian trăm người như một, lao gương không à? Cái gương bản chất nó là trong, là sáng, không cần lao chùi gì hết. Nhưng mà vì bụi ở ngoài nó phủ, cho nên buộc lòng phải lao bụi. Bụi hết thì gương tự nó sáng. Cái sáng tự sẵn cho phải hết bụi nó mới sáng, phải không? Mà lâu nay chúng ta có cái lầm, cứ nói rằng bụi hết thì gương mới sáng. Thì đó là một cái nhìn sai lầm, không thấu triệt được cái bản chất của gương. Thì cũng vậy, cái tâm thể mình nguyên là trong sáng, phiền não phủ che,
rồi phủ che và dẹp hết phiền não thì tự tươi sáng. Chứ đâu phải chùi hết phiền não, dẹp sạch phiền não rồi chừng đó mới từ từ nó phát ra sáng. Không phải vậy, nó sẵn. Mà cái gì sẵn gọi là tánh. Nhớ vậy, cái gì sẵn gọi là tánh, cho nên nó tánh giác. Tánh giác, cái giác nó là sẵn, chứ không phải đợi tu rồi mới có. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phải tu là tại vì bụi vô minh nó đầy quá, nó dày quá rồi, thì biết cái tánh đó là sẵn, cho nên ráng mà lau bụi. Còn người không biết, tưởng đâu là lau bụi rồi mới sáng, thành ra họ lau rồi siêng lau được chút ít rồi thôi mệt quá để dành khi khác. Thấy không? Nhiều người cũng thảnh thơi lao lao hồi mãi có thể để ngồi chơi kiếm gì giải trí, cho nên không chịu cố gắng lao. Còn mình biết là nó sáng sẵn rồi, cái đám bụi này làm cho nó mờ nè, phải làm cho sạch cái đám này thì cái kia nó hiện đầy đủ, không phải mới có, cũng không phải từ đâu đến, phải không? Hiểu vậy mới thấy cái sâu của đạo lý. Nó qua cái thí dụ gương, rồi cái thí dụ nước cũng vậy. Nhưng mình thấy trong hồ nước đục, múc đổ vô cái khạp, nước đục. Mà nước đục á, thì mình cứ nghĩ rằng nước này đục xài không được, và muốn nó trong. Muốn trong thì hỏi làm sao? Phải lóng. Mà muốn lóng thì phải nó yên. Nó yên rồi nó lóng. Lóng ở chừng nào nó lóng hết cặn bã, nhơ nhớp bụi bặm lặn hết rồi. Nếu mình đổ cái nước trong nó, nghiêng đổ qua một cái chậu, cái thao gì khác, thì khi nước cặn bã nó lóng xuống dưới đáy, mình quậy lên thì nước đục ở trong. Nó trong rồi quậy cái nó cũng đục trở lại. Còn nếu mình lọc qua bên kia rồi thì nó trong, quậy gì quậy nó không có trở lại. Thì đó, nước trước đục, sau lóng thành trong. Thì cái trong đó là tự có nước trong ở đâu mới tới, hay là cái nước trong đã sẵn. Như vậy thì cái trong nó đã sẵn. Đã sẵn bây giờ vì cái đục nó làm, cái bụi đất nó làm ngào đục, dịch lắng cho bụi đất nó xuống, thì cái nước trong nó trở lại cái bản chất cũ của nó, cái sẵn của nó chứ gì. Thì như vậy nước trong, nước tánh nó là trong, chứ không phải tánh đục, phải không? Thì nói nước tánh nó trong là tại sao? Là cái trong nó đã sẵn. Còn cái đục là cái mới, mới pha trộn làm nó đục. Như vậy thì cái đục này do cái pha trộn của cặn bã nhơ nhớp, rồi cặn bã nhơ nhớp lắng xuống rồi thì cái trong cũ của nó hiển bày, chứ đâu có thêm cái gì đâu. Có thêm không? Bởi vậy Phật mới nói chúng ta có tánh Phật sẵn. Tu hết phiền não thì ông Phật mình đầy đủ, khỏi kiếm ở đâu hết trơn. Như vậy thì Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, câu nói đó có quá không? Như vậy thì ở đây ai không có tánh Phật? Có ai không có không? Mình có tánh Phật, vậy mà sao mình cứ lại Phật hoài? Đã có rồi thì phải khơi nó dậy, phải làm sao cho nó sáng ra, chứ cứ cấm đầu lại Phật không à. Mà ông Phật mình thì cứ để ông nằm đó, cho nên đem Phật đi lại Phật đó là vậy. Tội nghiệp ông Phật ở trong. Thấy không? Mà nghĩ thật ra là đau lòng, ông Phật ở trong thì mình lơ là, có ông Phật ngoài thì mình quý trọng, đi ngang cúi đầu đàng hoàng. Còn Phật ở trong không thằng ngó ngàng người ta hết. Như vậy mình có bội bạc không? Cái quý của mình mà mình lại bỏ, quên, giờ tìm những cái quý ở bên ngoài, ở ngoài đến. Như vậy thì tất cả chúng ta, Phật đã nói cái câu rằng chúng sanh sẵn có tánh Phật, cho nên chúng sanh đều sẽ thành Phật. Rồi có chỗ nói chúng sanh đã thành Phật.
Như vậy tất cả quý vị ngồi đây, quý vị đã thành Phật chưa? Đã thành Phật, đã thành Phật mà bây giờ ông Phật có sanh không? Bây giờ giả sử ai mắng chửi quý vị có sanh không? Đó, đó là những cái điều mà chúng ta phải tự nghiệm, tự biết. Phật nói không có dối, không có gạt chúng ta. Vì chúng ta, Phật thấy tột cùng chúng ta đã có tánh giác. Mà tánh giác đó không ai thiếu, mà không bao giờ mất nữa. Không thiếu, không mất, mà cứ chạy lang thang đầu này đầu kia, luân hồi khổ lụy không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, Phật mới thương. Bây giờ Ngài thấy được, Ngài cũng như chúng ta, mà giờ Ngài đã khơi dậy được cái tánh giác đó, Ngài thấy, Ngài biết, Ngài sống đúng là con người giác ngộ. Còn chúng ta ôm tánh giác đó mà chịu lang thang trầm luân, có thương không? Bởi vậy Phật thương chúng ta, tìm đủ cách để dạy, để chỉ. Và nhiều khi chỉ một đàn lạm ngã, biểu ráng tin Phật, mình sẵn có tin Phật mà không chịu tin, cứ chạy lại chùa này kia lại hoài, cầu xin hoài, xin ông Phật cho mình cái này cái kia, mà không hướng về ông Phật sẵn của mình. Cho nên chúng ta tu là trở về cái chân thật của mình. Nhưng mà cái chân thật đã sẵn, có gì trở về? Trở về bằng cách phủi bỏ mọi cái che phủ của nó, phải không? Dẹp bỏ mọi cái che phủ của nó để cho cái sẵn của mình hiện ra đầy đủ, thì gọi đó là tu. Như vậy tu với phiền não chứ không phải tu với Phật, phải không? Chứ nhiều người nói tôi ráng tôi tu cho ông Phật tôi được sáng suốt. Ông Phật sáng suốt sẵn rồi, mà tại ba cái thứ phiền não này nó che đậy, thành ra mình tu với tu phiền não chứ không phải tu với Phật. Phật đã sẵn. Bởi vậy cho nên nói lao chùi đó Lục Tổ không chịu, phải không? Đã sẵn mà đợi gì lao chùi mới sáng. Chỉ là lao chùi các cái thứ che đậy, làm cho nó mờ, nó khuất đó, chứ không phải là chùi cái gương. Nhắc lại, lau bụi chùi bụi chứ không phải lau gương chùi gương. Như vậy tu là tu dẹp phiền não chứ không phải tu để cho tánh giác nó sáng. Nhớ vậy. Mà nhớ vậy rồi thì quý vị mới tự tin rằng chúng ta có khả năng tu được. Còn không nhớ vậy thì nhiều khi không có tự tin. Phật đâu xa quá, kiếm không ra, phải không? Kiếm không ra là làm sao mà tu cho thành nổi. Cứ như vậy mà lo ngại, đời mình tu chắc không tới đâu. Còn giờ biết rõ mình đang có ông Phật đây, bây giờ các cái thứ này là tham sân si mạn nghi ác kiến, là những cái thứ nó đương che phủ. Mà cái thứ che phủ đó là cái thứ mình phải phá, phải dẹp nó. Phá dẹp nó thì ông Phật mình hiện ra, chứ không cần tìm ông Phật, cũng không cần tu cho ông Phật gì hết. Chỉ phá cái đám đó. Mà bây giờ đa số tu không chịu phá đám đó, mà cứ tu để cầu xin Phật. Phật ở đâu mở mắt ra cho mình được, phải không? Bị mấy thứ đó che kín hết rồi. Vì vậy mà chúng ta phải nhớ tu là tu dẹp phiền não. Ngày nào còn phiền não dấy lên, đó là còn cái kẻ thù che đậy, làm cho Phật không có sáng. Như vậy quý vị tu với ai? Tu với Phật hay tu với phiền não? Nói xác đáng cái câu đó coi. Đây là tu với bọn phiền não. Vậy mà nhiều khi phiền não là nuôi, mà đòi thấy Phật, nghĩa là nó trái ngược, nó không có trúng đâu vào đâu hết trơn. Bởi vậy nên tu nhiều đời nhiều kiếp mà không đến chỗ nào. Vì cái gốc để mình trừ, mình không chịu trừ, mình lại tìm cái kết quả ở đâu đâu. Như vậy thì quý vị ngồi tu hay là đương sống với trong thiền viện, đối với huynh với đệ, vừa có ai nói cái gì trái lỗ tai mình, cái mặt nó nóng lên,
thì lúc đó phải làm sao với nó? Phải làm sao? Nói tao không có chấp nhận mày, mày đang che đậy em Phật của tao nè, nạt nó, làm dữ với nó. Chứ còn cái này nóng giận thì cứ nuôi mà đòi thấy Phật, cái chuyện đó làm sao mà thấy được? Đó là cái lẽ thực. Bởi vì chúng ta học đạo là học cái lẽ thực đó, chứ đừng có lầm lẫn. Nhiều khi mình học, mình tu mà nó không có đúng cái ý nghĩa, rồi cái tu nó cứ trồi lên hụt xuống, không đi tới đâu hết. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu được cái chữ tánh này đó. Tánh gương đó, nó rộng rãi như vậy. Bởi vì trong cái tánh gương nào có nhóm các căn trần phiền não, nguyên não. Căn và trần đó là những cái thứ nó làm lộn xộn. Mà tánh gương đâu có lộn xộn vậy, nó không có dính dáng gì với cái đá ngoài hết á. Vàng chưa hết quặng, xá tua chín phen đúc, chín phen rèn. Lọc chẳng còn tham, miễn được một thì chai, một thì cháo. Mấy cái câu này nó rất là chí lý. Nói rằng mình tu giống như cái người lọc vàng vậy. Người lọc vàng, nếu vàng nó chưa có hết quặng thì phải nên, phải tua, xá tua là phải nên chín phen đúc, chín phen rèn. Phải rèn, phải đúc cho thiệt là nhuần nhuyễn, cho hết tất cả cái quặng đó thì mới thành vàng ròng. Còn một chút quặng ở trong, lẫn trong thì chưa phải là vàng ròng. Mình tu là như vậy. Tánh mình là tánh giác, nó sáng suốt. Nhưng mà bây giờ còn có những cái thứ phiền não vô minh nó che đậy, thì phải làm sao cho phiền não vô minh nó thiệt sạch, thiệt hết, thì cái tánh giác mình mới hiện tiền, mới tròn sáng. Đó là nói sự tu. Còn lọc chẳng còn tham, lọc tức là những thức ăn ngon, ăn dở đó, mình đừng có tham. Phải làm sao? Miễn được một thì chai, một thì cháo. Nghĩa là được một bữa cơm chai, một bữa cháo lỏng vậy được rồi. Phải không? Bữa cơm chai, bữa cháo lỏng được rồi, đừng có đòi. Mình bây giờ đòi không? Bữa cơm chai mà phải no no, chứ còn đói đói không có chịu nổi. Phải không? Còn cháo phải đặc đặc, chứ cháo lỏng cũng chịu không nổi. Và nhiều khi cháo đặc mà cháo trắng không, cũng không muốn nuốt nữa. Phải thêm có cái gì trong đó phụ họa vô cho dễ ăn. Như vậy là mình tu, mình còn mắc kẹt cái lọc đó. Cái lọc là cái ăn, thức uống. Nó không có được cái tâm gọi là không nhơ, không nhiễm, mà còn nhiễm cái ngon, cái dở. Vì vậy mà phải một bữa cơm, bữa cháo được rồi. Bữa cơm chay, bữa cháo được rồi. Như vậy thì quý sư chiều có than đói không? Nhất là lên trên Yên Tử đây phải thuộc lòng mấy câu này. Mình lên Yên Tử phải làm theo tổ Yên Tử chứ. Đó là cái chuyện nó như vậy. Sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm. Ngai thờ Chúa, thảo thờ Cha, đi đổ mới trượng phu trung hiếu. Đây là hai câu. Sạch giới lòng, chùi giới tướng. À, giới lòng tức là trong tâm mình, trong cái tâm giới của mình phải cho sạch. Rồi cái giới tướng của mình giữ cho hoàn toàn. À, thành ra giới tướng và giới tâm đều trong sạch hết. Bên ngoài là giới tướng, bên trong là giới tâm. Hai cái đó mà được sạch hết rồi đó, đó là Bồ Tát trang nghiêm. Đó là hàng Bồ Tát đang trang nghiêm tịnh độ đó. Như vậy người tu thiền, người tu Phật phải làm sao cái giới tâm và cái giới tướng
trong ngoài đều trong sạch, đó là mình thuộc về hạng Bồ Tát trang nghiêm tịnh độ. Còn người đời, đây là nói về đời, về nho, ngay thờ Chúa, tức là người trung thì phải thờ Chúa. Hồi xưa Chúa thì bây giờ thờ những cái nhà lãnh đạo ngay thẳng chân chính. Thảo thờ cha, còn hiếu thì thờ cha mẹ. Đi đổ mới trượng phu trung hiếu. Như vậy mình đi, mình đứng gì cũng thuộc về cái hạng trượng phu trung hiếu hết. Chứ đổ là đứng, xe đổ mà bắt tôi nói xe đổ đó. Đổ là đậu. Như vậy thì hai câu này với cái tinh thần người tu trong Phật giáo và người đời thì phải biết rõ cái bổn phận mình, như vậy mới xứng đáng. Tham thiền kén bạn, nát thân mình mới khá hồi ân. Học đạo thờ thầy, giọt xương ốc chưa thông của báo. Chỉ tham thiền kén bạn, kén bạn tức là chọn bạn, chọn thầy, mà được bạn tốt thầy hiền, hai bạn hiền thầy tốt, thì nát thân mình mới khá hồi ân. Dù cho nát thân mình mới có thể đền đáp được cái ơn thầy bạn, chứ không phải là thường. Bởi vì người tu gặp thầy lành, được bạn tốt, cái điều đó rất là hiếm, rất là khó tìm. Mà gặp được rồi thì dù cho nhọc nhằn cực khổ cho tới nát thân cũng chưa chắc đã đủ đền bù. Còn người học đạo thờ thầy, nếu mình học đạo, mình được những bậc thầy sáng suốt chỉ dạy, giọt xương ốc chưa thông của báo. Chữ giọt là sao? Giọt là làm cho lúng cái đầu. Chữ giọt cũng có nghĩa là ép, ép lại cái rồi nó tuột ra, nó, cái ốc nó lòi ra đó. Nghĩa là làm cho đem hết cái thân thể, đem hết cái đầu não mình tuôn ra, cực khổ, đau đớn như vậy cũng chưa đủ đền ơn thầy tổ, chứ không phải là thường. Như vậy thì giai đoạn này Ngài chưa phải là một vị xuất gia, còn là làm Thái Thượng Hoàng, mà Ngài đã hiểu, đã thấy cái tầm quan trọng của người tu thế nào. Ngài nhắc nhở chúng ta thật là rõ ràng, thật là thấu đáo. Đó là hết. Cái thứ sáu.